Ngày 5 tháng 8 năm 2021, xã Giao An đã tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện về các chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn và nghị quyết số 68, các quyết định của Chính phủ, quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã. Theo kế hoạch triển khai tại hội nghị, việc ra soát các đối tượng thuộc diện được hưởng theo quy định tại nghị quyết số 68 của Ban Bí thư Trung ương và các nghị quyết phát triển nông nghiệp của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện sẽ được xã Giao An thực hiện một cách chặt chẽ, đúng quy định, tuyệt đối không để sót nhầm lẫn đối tượng. Đối với các nghị quyết hỗ trợ phát triển nông nghiệp của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện, địa phương sẽ tiến hành rà soát chỉ đạo, hướng dẫn từng làng, từng hộ chăn nuôi, tổ hợp tác chăn nuôi, nếu đủ điều kiện sẽ tiến hành các bước lập hồ sơ theo quy định, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động, khuyến khích các hộ chăn nuôi phát triển đàn vật nuôi, tích tụ ruộng đất, chuyển đổi những vùng cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây dược liệu, rau má. Có thể nghiên cứu việc tận dụng quỹ đất tại các mô hình trồng cao để trồng rau má. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh, việc triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ nếu không được triển khai nghiêm túc sẽ dễ xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. Chính vì vậy, phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của cấp ủy các cấp và sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Nghị quyết liên quan đến rất nhiều đối tượng thụ hưởng, rất nhiều điểm mới, thời gian triển khai khẩn trương, vì vậy cần sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai thực hiện. Đồng chí yêu cầu để chính sách này đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn xã Giao An cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, phải tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, không để lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân. Đối với các chính sách phát triển nông nghiệp, đồng chí yêu cầu địa phương cần chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung và hình thức hỗ trợ để người dân nắm rõ, đồng thời vận động nhân dân triển khai thực hiện các mô hình phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.